Thưa quý vị, qua công tác soi chiếu, lực lượng hải quan đã phát hiện nhiều vi phạm về vận chuyển hàng cấm, khai sai chủng loại, số lượng và nhập khẩu hàng hóa không khai báo. Quý 1 năm 2023, toàn ngành hải quan đã thực hiện soi chiếu tổng số 20.655 container, trung bình 491 container trên ngày. So với cùng kỳ năm 2022, tổng lượng container soi chiếu của toàn ngành trong quý 1 năm 2023 tăng 14,42% do các địa bàn bổ sung thêm máy soi chiếu container như Hải Phòng hai máy soi, Vũng Tàu hai máy soi, thành phố Hồ Chí Minh hai máy soi, Lào Cai một máy soi, Quảng Trị một máy soi. Cũng qua soi chiếu, lực lượng hải quan đã phát hiện 1.128 container nghi vấn, chiếm 5,46%, trong đó phát hiện 88 container vi phạm, chiếm 7,8% tổng container nghi vấn. Các vi phạm chủ yếu là vận chuyển hàng cấm, khai sai chủng loại, số lượng và nhập khẩu hàng hóa không khai báo. Điển hình qua công tác lựa chọn, kiểm tra qua soi chiếu, đã phát hiện và bắt giữ hai lô hàng, cất giấu trên 600 kg ngà voi từ châu Phi, cập cảng lạch huyện, Hải Phòng cũng trong quý 1 năm 2023 qua hoạt động xác minh trọng điểm áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với các lô hàng được vận chuyển qua cảng biển đã phát hiện 34 lô hàng luồng xanh vàng vi phạm.